Đẹp không mọi người? Cá coi quá đẹp luôn nè các bạn. Đem theo cái hand sanitizer đi. Có. Em có cái chai xịt luôn. Thì là say hi cơ. Hello các bạn, năm 2021 hai mẹ con mình xin mới chúc các bạn một năm mới vạn sự như ý ha, nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và luôn luôn thành công trong công việc, trong cuộc sống. Một màu đỏ, hôm nay một màu đỏ là màu may mắn nha các bạn. Luôn mong sự may mắn đến với cả nhà mình nha. Sao vậy? Mẹ ngồi mẹ đẩy được mà. Con cầm nặng không? Mẹ cầm cho, đứa Tuấn mẹ cầm cho. Thì hôm nay mình muốn mời các bạn cùng đi với Kayla cũng giống như mình và gia đình em mình đi vòng vòng shopping tham quan ha. Thì mùa Giáng sinh đã qua, bây giờ là mùa Tết các bạn, là Tết dương lịch đó. Nhưng mà tất cả các cảnh trí của mùa Giáng sinh họ vẫn để nguyên. Mình muốn mời các bạn cùng đi shopping ha. Đây là cái khu shopping của người nhà giàu đó các bạn. Cuối tuần họ đi shopping như thế nào thì mời các bạn theo dõi cùng với mình nha. Hôm nay dẫn em trai là đi đi vô mò chơi các bạn. Tuy là dịch nhưng mà mình cũng giữ khoảng cách an toàn. Chứ để ở nhà quá nó cũng tù túng lắm cả nhà. Bây giờ đi ra ngoài nha, tại cái mall này là ngoài trời mọi người, cho nên nó mới được mở cửa các bạn. Tại chỗ nào mà đông người quá con đừng tới nha không. Cho mọi người coi cá coi nè các bạn, rất là bự luôn. Đó, mấy con cá coi bự dễ sợ mọi người. Đẹp không mọi người? Cá coi quá đẹp luôn nè các bạn. Hy vọng hình ảnh những chú cá này khi các bạn nhìn thấy nó sẽ đem may mắn đến cho các bạn nha. Phát tài phát lộc ở năm 2021. Mọi người thấy cái thông bộ dễ sợ không? Đó, cái thông rất là cao nha các bạn. Bây giờ kia là đang chờ chụp hình. Mọi người thấy cảnh đẹp không? Nó đang trang trí con giraffe nè mọi người. Đó, giraffe Giáng sinh. Cái này là hoa sống đời nè mọi người, mà đẹp dễ sợ không? Đi kiếm chỗ này nè. Baby baby. So cute. Cái này dễ thương không con? Mất tiền không? Mất tiền không? Dễ thương hả? Nhưng mà nó bự không ta? Next.
thì ở trong mọi người biết sao, lâu lâu thỉnh thoảng thì có những cái ghế như thế này để mọi người ngồi nghỉ chân đó các bạn. Đó, các bạn thấy xa xa không có ghế đó, thì cho mọi người á, người ta ngồi nghỉ á, mọi người để cho mỗi chân á, đỡ mỗi chân á. Đó, các bạn thấy đẹp không? Con gái kia là đang đi lòng vòng ngắm cảnh. À, bây giờ là trời bắt đầu chiều rồi nha mọi người. Cái thông này á, mình mới hỏi á, cao 10 mét đó các bạn. Cao dễ sợ không? Dễ thương không? Dạ, ê, tụi bay vô là thành một gia đình luôn được á, biết gia đình luôn. Dạ, giống giống chị giống. Đó, mọi người cũng đi hóng gió mọi các bạn, tại vì cái mô này nó gần biển á, cho nên mình đi cũng đỡ nguy hiểm hơn ha mọi người. À, cái mo này thì người ta hay dẫn thú cưng các bạn, mấy con chó dễ thương lắm đi mo theo á mọi người. Cô Ánh đâu rồi kia nè? Cái tiệm này là chuyên về dầu thơm Chanel nè các bạn đó, cái brand Chanel ha. Mỗi chân quá các bạn, ngồi nghỉ xíu. Kayla, ngồi đây nghỉ xíu đi con rồi đi tiếp. Đi shopping quá chừng hả? Còn cái tiệm này là chocolate các bạn, chuyên về chocolate ha. Này chocolate apple chuyên như lấy trái táo của mình đó mọi người, nhúng vô apple nhúng vô cái chocolate ha. Nhúng vô chocolate các bạn. Con nhớ. Ở dưới kia nữa kìa. Ha. Ô dư mẹ. Ok, mẹ sorry nè, đúng rồi. Dạ. Đây cái tiệm kẹo mọi người, con gái mình nó đòi vô mua kẹo. Ở đây là như một tiệm chuyên kẹo luôn nha các bạn. Đi vô đi con, vô kiếm đi. Rồi con muốn mua thì con lấy cái bịch con gắt con bỏ vô. Cho lịch ổ. Đi vô đi con. Con lấy cái bao á kìa. Ở đây người ta cũng chặn hết rồi các bạn, tính tiền á, chặn tiếp xúc nhiều với khách hàng ha, có những cái tính kiến rất là dễ thương ha. Mỗi chân vậy con? Hả? Bỏ trên xe đẩy đi. Trời ơi, đẩy chiếc xe chi rồi đẩy chiếc xe không vậy trời. Chiều vô mấy cái mo vậy nè mọi người, mình ngồi ăn uống cà phê rồi cũng vui lắm. Các bạn thấy không, rất là mát mẻ tại nó gần biển đó các bạn, cho nên rất là mát luôn. Bad Body ha, cái này là nước rửa tay với lại cái gì ta, sữa tắm này kia đó các bạn, lotion.
này là xa xa các bạn thấy cái tiệm hồng hồng á là Victoria's Secret ha, là chuyên về đồ lót các bạn, đồ lót phụ nữ rất là nổi tiếng luôn mọi người, cái hiệu này nè rất là tốt. Còn bây giờ là trước mặt các bạn là Macy đó các bạn, là một trong những cái mall bán tất cả các đồ nhiều lắm, quần áo, mỹ phẩm, dầu thơm, cái gì cũng có các bạn ha, cũng rất là nổi tiếng ở Mỹ. Cái đó là gì? Thùng rác. Thùng rác, ừ. Mọi người thấy thùng rác đẹp không? Thùng rác y như cái thùng thư vậy đó. Chỗ này là con nít khoái lắm mọi người, tại vì có nhiều cá đó với lại dòng nước chơi đó, cho nên rất là khoái luôn các bạn, mấy đứa nít khoái chỗ này lắm. Buổi chiều rất là mát ha. Đẹp không các bạn, thấy phía sau bắt đầu đèn lên lung linh dễ sợ ha. Còn nó có bên kia nữa đó. Còn cái này trong nhà nha mọi người. Đó, mới nãy ngoài trời thì giờ đây là trong nhà. Thì trong nhà thì cũng có những cái ghế như nè các bạn, để nếu mà đi mỏi chân á thì mình ngồi ha mọi người. Giống vậy hay giống vậy? Hay muốn này hay muốn này? Giống vậy hả? Hay là muốn sao? Để hỏi chị Kela. Muốn này đi ha. Không, giống chị Kela nha. Bây giờ em Kela với cháu mình đó các bạn đang muốn vô cái chỗ này để mua kem á, thì cái kem này các bạn bỏ vô cái giống như cái giống như là cái đồ cầm tay của mình ở Việt Nam á, cái đồ mà đựng kem á, nó làm người ta làm tại chỗ luôn các bạn, để mình sẽ quay cho các bạn xem cái cách người ta làm như thế nào ha. Xem các em đi làm bánh nè mọi người. Bánh hình con cá. Đó, mình đang cái loại cái này mình đang order đó các bạn. Nằm con cá ha. Em tra lịch với em Kela, mỗi em đã có một cái cây kem là mọi người. Đó thì cái con cá đó đó các bạn làm giống như cái bánh ống của mình đựng kem cả nhà. Bây giờ là mo lên đèn rồi nè các bạn, đẹp dễ sợ không? Các bạn thấy đẹp không? Trời chiều rồi ha. Giờ này bên Mỹ là 5 giờ chiều đó các bạn. Giờ nãy giờ dẫn con đi rồi, bây giờ đi ra xe về các bạn ơi. Chiều rồi, 5 giờ mà tới khu rồi thấy không? Khu này khu mo dân giàu mà anh. Mọi người thấy đẹp dễ sợ ha. Cái gì con? Đi lên xe kìa, chú xuống mở cửa rồi kìa. Đó. Video chia sẻ đi mall cuối năm tới đây mình xin tạm dừng nha các bạn. Bây giờ tối rồi phải đi về. Chúc các bạn một năm mới thịnh vượng ha, sức khỏe và bình an. Bây giờ mình xin tạm dừng ở đây, tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo. Bye bye.